Ha, xin chào, mình là Quang Thanh đến từ Trung tâm Học viện Phim Đà Nẵng. Mình sẽ giới thiệu với các bạn nhiều thủ thuật và hiệu ứng ấn tượng nhất trên các video hot nhất hiện nay. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Trên thế giới hiện nay thì có rất là nhiều loại máy ảnh có thể quay với định dạng 2K, 4K hoặc là 8K. Tuy nhiên thì với một số bạn có máy tính có cấu hình trung bình thì làm sao có thể xử lý được những file đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một thủ thuật để giúp máy tính của các bạn có thể xử lý được những file đó với tốc độ mượt mà hơn. Thủ thuật của mình dựa trên preset Foxy. Proxy là những thông số giúp các file có độ phân giải cao như là 4K, 6K hay thậm chí 8K được chia nhỏ tỷ lệ và sinh ra một phiên bản chạy êm và nhanh hơn so với bản gốc. Khi sử dụng Proxy, phần mềm sẽ diễn hoạt hình ảnh theo thông số mới, nhẹ và mượt hơn, nhưng khi xuất ra các bạn sẽ giữ được chất lượng phim best nhất của bản gốc. Trước tiên là các bạn sẽ khởi động encoder và import Proxy theo đường dẫn sau. Preset, import. Mình sẽ cấp sẵn file Proxy để các bạn sử dụng nhé. Các bạn chỉ cần chỉ đường dẫn đến nơi lưu trữ là xong. Sau đó các bạn click chuột và chọn file Cineform 1280.720.23. Sau đó các bạn làm tương tự như lần này, file các bạn chọn sẽ có đuôi .ingest. Tiếp theo các bạn khởi động Premiere Pro và tiến hành import file 4K vào để test nhé. Các bạn click chuột phải vào file vừa import và chọn Proxy, Create Proxy. Và bây giờ thì hộp thoại Create Proxy hiện lên. Các bạn click vào nút Add .ingest Preset và dẫn tới nơi lưu trữ file Proxy có đuôi đó là được. Do phần mềm này mình đã có sẵn nên mình sẽ chọn cách đè lên. Các bạn chờ vài giây để file tạo phiên bản mới. Ok, xong rồi, giờ chúng ta sẽ test file. Các bạn vào khung Program sẽ thấy dấu cộng. Click vào lôi xuống Task Proxy đặt ngay dưới góc để sử dụng. Như các bạn thấy thì khi mà rà chuột lên file 4K, các bạn sẽ thấy bộ nhớ máy xử lý rất là khó khăn. Giờ thì mình sẽ click chọn chế độ diễn hoạt Proxy. Đây, để mướt như nước suối là vậy luôn. Ok, ở chế độ này thì các bạn đặt thêm lớp màu hay lớp hiệu ứng lên file thì nó cũng chạy rất là êm và nhanh, nên cứ thoải mái buông lụa nhé. Lúc nào cần render hay export file thì các bạn chỉ cần tắt Proxy là xong. Ok, nếu có thắc mắc gì các bạn để lại comment ở bên dưới. Like và subscribe để xem nhiều clip hay ho hơn nhé. Thank you.